4 người ngồi, trong đó là hai thằng mập nhất ngồi ở giữa và hai thằng còm nhất ngồi hai bên, thì hai thằng mập nó ép. Hai anh chị em thấy đó sao thì anh chị em cho ý kiến, một là đồng tình, hai là đuổi hai thằng mập thì xuống dưới đất ngồi. Rồi vote, anh em vote. Tôi là tôi không có biết đồng phải nhau là bốn anh em đấy là dự vote với nhau đi chứ tôi như đây là tôi không ý kiến. Rồi, tự nhiên ba anh em thấy ngờ thấy ngồi đang ngồi xuống à. Vâng, và Messi thì rất là ngon. Messi thì rất là ngon. Anh sợ thì anh sợ giờ yêu nem buffet. Ngâm băng quá mà anh nói là Messi.